Thưa quý vị, theo mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành nghị quyết số 268 về việc cho phép chính phủ ban hành nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề nghị của chính phủ về việc ban hành nghị quyết của chính phủ để thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, trong đó có các nội dung quyết định thành lập cơ sở thu dung điều trị người nhiễm COVID-19, đồng thời là giấy phép hoạt động, giao Bộ Y tế được quy định các thủ tục hành chính trong thông tư theo thủ tục rút gọn để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng chống dịch, giao Thường trực Hội đồng Nhân dân quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân và báo cáo Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp gần nhất. Đối với đề nghị quy định việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 do ngân sách nhà nước bảo đảm theo chi phí thực tế, chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo hướng ngân sách nhà nước có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh liên quan trực tiếp đến điều trị COVID-19. Đối với bệnh nhân mắc COVID-19 có các bệnh khác, thì việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh này phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Luật Bảo hiểm Y tế và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6 tháng 8 năm 2021.